Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn quay trở lại kênh Ngày Tốt Toàn Thư. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Ngày Tốt Toàn Thư sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt đẹp nhất trong tháng 11 âm lịch năm 2023, giúp quý vị tìm ra được những ngày đại cát để thực hiện những công việc như xuất hành, khai trương, mở hàng đầu xuân và những công việc trọng đại khác. Kiến thức này được sự trợ duyên của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt lựa chọn ra, nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà Ngày Tốt Toàn Thư sẽ chia sẻ ngay sau đây. Những nội dung chính ngày hôm nay mà Ngày Tốt Toàn Thư sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn bao gồm: 1. Những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. 2. Những ngày tốt đẹp nhất trong tháng 11 âm lịch. 3. Những ngày tốt này tốt cho việc gì? Chi tiết cụ thể những việc cần làm trong ngày này. 4. Những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào không dùng được những ngày tốt này. 5. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời cho, may mắn và giàu sang phú quý suốt cuộc đời. Đó là 5 nội dung chính mà Ngày Tốt Toàn Thư sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, tháng 11 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 13 tháng 12 dương lịch năm 2023 đến ngày 10 tháng 1 dương lịch năm 2024. Tháng 11 là tháng Giáp Tý, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày 1 là ngày Ất Tỵ, ngày 29 là ngày Quý Dậu. Trong tháng 11 âm lịch có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đồng Chí. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào nội dung đầu tiên. Những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, chúng ta cần loại bỏ hết những hung tinh, loại bỏ những ngày xấu trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 11 âm lịch bao gồm những ngày sau. Ngày xấu đầu tiên chúng ta cần loại bỏ là những ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng 11 là những ngày Dần, bao gồm các ngày mùng 10 Giáp Dần, 22 Bính Dần. Đây là những ngày xấu không nên dùng vào việc gì. Ngày xấu thứ hai cần tránh đó là ngày Thọ Tử. Trong tháng 11 âm lịch, ngày Thọ Tử là những ngày Mão, bao gồm các ngày 11 Ất Mão, ngày 23 Đinh Mão. Hai ngày này cũng kiêng không làm việc gì. Ngày xấu thứ ba chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Nguyệt Phá. Trong tháng 11, ngày Nguyệt Phá là những ngày Ngọ, bao gồm có 3 ngày, mùng 2 Bính Ngọ, 14 Mậu Ngọ, 26 Canh Ngọ. Ngày này chỉ dùng cho việc chặt cây, phá dỡ nhà cửa, không nên dùng cho việc gì khác. Ngày số thứ tư cần phải loại bỏ là ngày Thiên Địa Chuyển Sát, là ngày mùng 8 Nhâm Tý. Ngày số thứ năm cần tránh là ngày Tam Nương. Ngày này chủ về sự đổ vỡ, phá bại nên cần phải tránh, kiêng kỵ mọi việc không làm. Trong tháng 11, ngày Tam Nương bao gồm những ngày sau: ngày mùng 3 là ngày Đinh Mùi, ngày mùng 7 là ngày Tân Hợi, ngày 13 là ngày Đinh Tỵ, ngày 18 là ngày Nhâm Tuất, ngày 22 là ngày Bính Dần và cuối cùng ngày 27 là ngày Tân Mùi. Đó là 6 ngày Tam Nương cần tránh, kiêng kỵ mọi việc. Ngày số thứ 6 cần kiêng kỵ đó là ngày Nguyệt Kỵ. Các cụ nhà ta vẫn có câu mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng lỗ, huống là đi buôn. Ngày này cũng kỵ mọi việc. Trong tháng 11, ngày Nguyệt Kỵ bao gồm những ngày sau: mùng 5 Kỷ Dậu, 14 Mậu Ngọ và cuối cùng ngày 23 là ngày Đinh Mão. Ngày số thứ 7 cần kiêng kỵ là ngày Con Nước. Trong tháng 11 âm lịch, ngày Con Nước là ngày mùng 9 Quý Sửu, 23 Đinh Mão. Đây là hai ngày kiêng kỵ không dùng. Ngày số thứ 8 cần kiêng kỵ là ngày Dương Công Kỵ. Tháng 11 âm lịch, Dương Công Kỵ là ngày 21 Ất Sửu. Đó là 8 ngày xấu mà chúng ta cần loại bỏ trong tháng 11 âm lịch, vì những ngày này chủ về phá bại và tan vỡ, ảnh hưởng xấu trực tiếp đến sự việc và gây ra những tổn hại về tài sản cũng như tính mạng của gia chủ. Bước sang nội dung thứ hai, tìm ra những ngày tốt nhất trong tháng 11 âm lịch để làm mọi việc được may mắn và hanh thông. Sau khi loại bỏ những ngày xấu, chúng ta sử dụng đồng công trạch nhật để tìm ra những ngày tốt nhất trong tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm cho cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất. Tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân và hàng trăm tiêu chí chọn ngày tốt khác.
ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người mới chưa biết đến phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đồng công trạch nhật trong tài liệu Ngày Tốt Toàn Thư để tìm ra những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 thuộc tiết Đại Tuyết Đồng Chí. Trước Đồng Chí một ngày là Tứ Ly, sau Đại Tuyết, Tam Sát Tại Nam, Ba Phương, Tị, Ngọ, Mùi, Kỵ Tu Tạo, Động Thổ, ngày Tý trực kiến, bao gồm các ngày. Mùng 8 Nhâm Tý, 20 Giáp Tý, ngày này có hỏa tinh. Ngày 20 Giáp Tý là ngày Thiên Xá, Tấn Thần, tiếc là bị Nguyệt Kiên xung phá, dùng bị Chiêu Quan Tư phá bại vì Thiên Xá không hợp ngày nên không phát huy tác dụng, tốt nhất không nên dùng ngày này. Ngày Sửu trực trừ, bao gồm các ngày. Mùng 9 Quý Sửu, 21 Ất Sửu, ngày này có Thiên Ôn. Ngày 21 Ất Sửu là đất chôn vàng nên khởi tạo, khai trương, động thổ, chặt cây, phá núi, lại có các tinh chiếu, chỉ quý nhân tiếp dẫn, mưu sự toại ý. Ngày mùng 9 Quý Sửu, dùng vào việc nhỏ thì được thứ cát, nhưng ngày này phạm ngày con nước nên ta chỉ chọn ngày 21 Ất Sửu là ngày tốt. Ngày Dần trực mãn, bao gồm các ngày. Mùng 10 Giáp Dần, 22 Bính Dần, ngày này có Huỳnh Sa, Thiên Phú, phạm thổ ôn, chẳng nên động thổ, nhưng lại có phương tinh như các cát tinh Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng. Các cát tinh đồng chiếu nên an táng, hôn nhân, khai trương, xuất hành, nhập trạch, đại cát thuận lợi. Tuy nhiên tháng 11 âm lịch, ngày Dần trùng ngày sát chủ nên ta nhất định không được dùng. Ngày Mão trực bình, bao gồm các ngày. Ngày 11 Ất Mão, ngày 23 Đinh Mão, ngày này có thiên tặc, trong tháng 11 âm lịch, ngày Mão phạm ngày thụ tử nên ta cũng không dùng để thực hiện các công việc trọng đại. Ngày Thìn trực định, bao gồm các ngày, ngày 12 Bính Thìn, ngày 24 Mậu Thìn, tuy thấy tốt nhưng lại bị thiên la địa võng bao vây, quý nhân không đến được thành ra bất lợi, lại thêm sát tập nhập trung cung, sinh ra tai họa liên miên, giết người, xấu. Ngày Tỵ trực chấp, bao gồm các ngày, mùng 1 Ất Tỵ, 13 Đinh Tỵ và 25 Kỷ Tỵ. Ngày mùng 1 Ất Tỵ, 25 Kỷ Tỵ có các cát tinh, Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng. Các cát tinh đồng chiếu nên sửa chữa, tạo tác, an táng, hôn nhân, khai trương, xuất hành, nhập trạch, hưng công, động thổ được đại cát. Thêm nhân khẩu, vượng gia đạo, sinh quý tử, tăng vườn ruộng. Ngày 13 Đinh Tỵ phạm tránh tứ phế, rất xấu, không nên dùng. Ngày Ngọ trực phá, bao gồm các ngày, mùng 2 Bính Ngọ, 14 Mậu Ngọ và 26 Canh Ngọ. Ngày có sao thiên tạc chiếu, trong tháng 11 âm lịch, ngày Ngọ trùng ngày trực phá, ngày này chỉ dùng cho việc chặt cây, phá dỡ nhà cửa, không nên dùng cho việc gì khác. Ngày Mùi trực nguy, bao gồm các ngày, mùng 3 Đinh Mùi, 15 Kỷ Mùi và 27 Tân Mùi. Ngày mùng 3 Đinh Mùi là ngày nước biển lớn đang trong, dùng thì trăm việc đều tốt nhưng lại phạm ngày Tam Nương nên không dùng. Ngày 15 Kỷ Mùi, mai táng tứ cát, ngày này dùng thì được thêm nhân khẩu, tăng ruộng vườn, được của tiền may mắn bất ngờ. Ngày 27 Tân Mùi, trùng ngày Tam Nương, mọi việc không có lợi. Ngày Thân trực thành, bao gồm các ngày, mùng 4 Mậu Thân, 16 Canh Thân, 28 Nhâm Thân. Ngày này có sao thiên hỷ chiếu. Ngày 28 Nhâm Thân có thiên nguyệt nhị đức. Ngày mùng 4 Mậu Thân là ngày ngũ hành hợp khí, thêm các cát tinh, Huỳnh La, Tử Đàn, Kim Ngân, Bảo Tạng, Khố Lâu. Các cát tinh đồng chiếu, mọi việc thuận lợi, trăm phước vây tre, thành công mỹ mãn, sinh quý tử, vượng tài lộc. Ngày 16 Canh Thân chỉ nên an táng hoặc làm việc bên ngoài nhà thì được. Các việc lớn như khởi tạo, hôn nhân, nhập trạch, khai trương lập tức gặp hung hiểm, chủ tổn gia trưởng, hại đàn bà con gái, trẻ con. Vì là ngày ngũ hành vô khí, lại thêm sát tập nhập trung cung, phước tinh không đủ sức hóa giải. Ngày Dậu trực thâu, bao gồm các ngày, mùng 5 Kỷ Dậu, 17 Tân Dậu, 29 Quý Dậu. Ngày này phạm tiểu hồng sa, lại đến châu tinh, chủ về việc kiện tụng đưa đến cửa quan mà sau đó tan, nên an táng thứ cát, kỵ khởi tạo, khai trương, xuất hành, nhập trạch, giá thú, phạm thì bị quan phi kiện tụng, lạnh lùng rút lui, tổn thương tài vật,
xấu, vô cùng bất lợi. Ngày Tuất trực khai bao gồm các ngày mùng 6 Canh Tuất, 18 Nhâm Tuất, ngày này phạm vãng vong. Ngày này phạm vãng vong, nếu gấp thì dùng tiểu táng, chôn tạm cũng được thứ cát. Nhâm Tuất bị sát tập nhập trung cung, sinh ra tai họa liên miên, mọi việc tránh dùng. Ngày Hợi trực bế bao gồm các ngày mùng 7 Tân Hợi, 19 Quý Hợi. Ngày 19 Quý Hợi là ngày cùng của lục giáp tám phương, 24 hướng, đều có lợi. Dùng ngày này thì gia đạo sung túc, giàu có vượng lục xúc. Mùng 7 Tân Hợi là ngày kim của đàn bà, lại là kỳ âm phủ quyết di, không tốt. Ngày này lại phạm ngày tam nương, nên càng xấu, không nên chọn. Như vậy là chúng ta đã xét xong 29 ngày của tháng 11 âm lịch và chọn ra được những ngày đại cát cho quý vị lựa chọn làm việc. Nội dung tiếp theo của chương trình, Ngày Tốt Toàn Thư sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những ngày tốt mà chúng ta đã lựa chọn sẽ tốt cho việc gì, những ngày này thì kiêng kỵ tuổi nào và những tuổi nào dùng được những ngày này đại phú, đại quý, tài lộc ăn đủ cả đời. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. 1. Ngày mùng 1 Ất Tỵ kỵ những người tuổi Hợi, hợp những người tuổi Thân, Dậu, Sửu và những người có thiên can canh. 2. Ngày 25 Kỷ Tỵ kỵ những người tuổi Hợi, hợp những người tuổi Thân, Dậu, Sửu và những người có thiên can giáp. 3. Ngày 21 Ất Sửu kỵ những người tuổi Mùi, hợp những người tuổi Tý, Tỵ, Dậu và những người có thiên can canh. 4. Ngày 15 Kỷ Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp những người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can giáp. 5. Ngày 28 Nhâm Thân kỵ những người tuổi Dần, hợp những người tuổi Tỵ, Tý, Thìn và những người có thiên can đinh. 6. Ngày mùng 4 Mậu Thân kỵ những người tuổi Dần, hợp những người tuổi Tỵ, Tý, Thìn và những người có thiên can quý. 7. Ngày 19 Quý Hợi kỵ những người tuổi Tỵ, hợp những người tuổi Dần, Mão, Mùi và những người có thiên can Mậu. Như vậy chúng ta đã xét xong những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch. Trong tháng 11 có rất nhiều ngày tốt cho quý vị lựa chọn. Hy vọng qua video này sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm được cho mình những ngày tốt đẹp như ý, giúp quý vị chủ động chọn được những ngày tốt để tiến hành mọi việc được hành thông thuận lợi. Quý vị cần tư vấn thêm về những ngày tốt, hãy comment ở ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn chi tiết, cụ thể hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.